Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Nổ xe chỉ huy Nga ở Mariupol, Wagner tuyên bố thâu tóm nhà máy luyện kim Bakhmut. Các quan chức Ukraine tuyên bố xe hơi của một chỉ huy quân sự hàng đầu Nga đã bị nổ tung ở Mariupol, thành phố cả miền Nam Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Moscow. CNN trích dẫn thông cáo hôm nay, 27 tháng 3, của Hội đồng thành phố Mariupol cho biết Vụ nổ xảy ra ở trung tâm quận Primorsky thuộc Mariupol. Nhà chức trách Ukraine không nêu tên vị chỉ huy Nga hay đề cập liệu sự cố có gây tổn thất về người hay không. Theo thị trưởng Mariupol Vadim Bochenko, binh lính Ukraine đã tập kích quân Nga trong thành phố và gây ra vụ nổ xe hơi nói trên. Phía Nga chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Lực lượng Wagner tuyên bố kiểm soát nhà máy luyện kim ở Bakhmut, Cùng ngày, Ria Novosti đưa tin, các chiến binh thuộc công ty quân sự tư nhân nga Wagner đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát nhà máy luyện kim Azom tại phía bắc thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. CNN thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập các thông tin trên, trong khi Bộ Quốc phòng Ukraine chưa phản hồi yêu cầu bình luận về sự việc. Bakhmut đã trở thành tâm điểm giao tranh dữ dội giữa hai bên suốt nhiều tháng qua, hiện vẫn chưa rõ tình trạng kiểm soát thành phố. Tuy nhiên, nếu tuyên bố của nhóm Wagner được xác thực, điều đó ám chỉ phía Nga đã đạt được một bước tiến đáng kể tại trào lửa này, bất chấp việc tình báo phương Tây chỉ ra những tín hiệu tích cực của quân Kiev trong tuần qua. Hôm 23 tháng 3, một tướng lĩnh hàng đầu Ukraine thậm chí từng tuyên bố đối phương đã kiệt sức ở bang Mút và các lực lượng Kiev có thể sớm thực hiện một cuộc phản kích. Hé lộ khí tài giúp Nga vô hiệu hóa UAV Ukraine cách thủ đô Moscow 200 km. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Kiev đã nhiều lần phóng mẫu UAV có thể bay xa 1.000 km sang lãnh thổ Nga. Hôm 26 tháng 3, một UAV như vậy đã rơi tại vùng Tula, phía nam của thủ đô Moscow. Trong tuyên bố hôm 26 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống tác chiến điện tử đã vô hiệu hóa UAV Ukraina, theo hãng thông tấn Nga TASS. Hôm 26 tháng 3, Kiev cố gắng tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng UAV tầm xa Tu-141 Twitch, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không rõ mục tiêu của UAV có phải là hướng của thủ đô Moscow hay không. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không S-300 Pansia S-1 tại vùng Tula đã được kích hoạt để ngăn chặn mối đe dọa. Nhưng hệ thống tác chiến điện tử Pole-21 mới chính là khí tài vô hiệu hóa UAV. Pole-21 đã vô hiệu hóa hệ thống định vị của UAV khiến nó mất phương hướng và rơi gần thành phố Kireyevsker tại vùng Tula, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Kireyevsker cách thủ đô Moscow của Nga khoảng 220 km và cách khu vực biên giới Ukraine khoảng 500 km. Giới chức quốc phòng, cơ quan khẩn cấp và các lực lượng thực thi pháp luật của Nga đã có mặt tại hiện trường nơi chiếc Tu-141 rơi. UAV Ukraine rơi ở khu dân cư khiến 3 căn hộ chung cư và 4 nhà dân bị hư hại, 3 người bị thương do bị trúng cấp mảnh vỡ. Nhà chức trách Nga cho biết vụ nổ do UAV rơi xảy ra vào lúc 3 giờ 19 phút ngày 26 tháng 3 theo giờ Moscow. Năm 2016, quân đội Nga đã đưa vào biên chế các hệ thống tác chiến điện tử Poly-21 đây là hệ thống được triển khai để bảo vệ các mục tiêu chiến lược trước mối đe dọa từ tên lửa hành trình, bom thông minh, UAV đối phương sử dụng hệ thống định vị GPS. Pole 21 có khả năng gây nhiễu hiệu quả các mục tiêu trong phạm vi 80 km. Nhược điểm của poli 21 là sẽ gây gián đoạn hoạt động của tất cả các thiết bị sử dụng hệ thống định vị trong phạm vi, bao gồm các hệ thống của Nga. Tư lệnh lục quân Ukraina nêu lý do cố thủ Bakhmut. Tướng Oleksandr Siskỳ khẳng định phòng thủ Bắc rất cần thiết về mặt quân sự và lực lượng Ukraine đang cố gắng gây thiệt hại cho đối phương. Giai đoạn ác liệt nhất của trận chiến tại Bắc Mút vẫn tiếp diễn, tình hình luôn trong thế khó khăn. Đối phương chịu thiệt hại đáng kể về con người và khí tài, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động tiến công. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm nay công bố phát biểu của tư lệnh lục quân Oleksandr Zinsky khi ông thị sát thành phố Bắc Mút. Phòng thủ Bắc Mút là yêu cầu rất cần thiết về mặt quân sự. Chúng tôi đang tính toán các lựa chọn cho mỗi diễn biến, và sẽ phản ứng phù hợp với tình huống thực tế, ông Sisky nói. Thời điểm và chi tiết về chuyến thăm không được tiết lộ, nhưng các bình luận của tướng Sisky được xem là dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ tiếp tục bám trụ Bakhmut bút, bất chấp tổn thất lớn và nguy cơ thành phố bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn. Quân đội Ukraine cho biết tướng Sisky đã áp dụng nhiều phương án khi thăm tiền tuyến phía đông nhằm giải quyết các vấn đề ngăn cản hoạt động chiến đấu hiệu quả, cũng như ra hàng loạt quyết định tác chiến nhằm củng cố năng lực phòng thủ và gây thiệt hại tối đa cho đối phương. Ukraine gần đây tuyên bố ổn định tình hình Bakhmut, đồng thời khẳng định lực lượng nước này đang cầm cự và sẽ giành chiến thắng nhờ sự giúp đỡ của các đồng minh. Tuy nhiên, nhiều quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine thừa nhận tình thế khó khăn tại thành phố này. Viện nghiên cứu ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga đang giành thắng lợi vào thế trong và ngoài Bakhmut. Moscow cũng đang điều quân chính quy thay cho các đơn vị của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vốn đóng vai trò xung kích trong nhiều tháng cả Ukraine và Nga đều đang dồn lực vào trận chiến tại Bakhmut. Kiev nói rằng trận chiến tại Bakhmut là chìa quá để kìm hãm lực lượng của Moscow ở mặt trận Biển đông. Quân đội Ukraine tháng trước dường như chuẩn bị rút khỏi thành phố, nhưng sau đó thay đổi quyết định và tuyên bố đang bào mòn lực lượng Nga để mở đường cho cuộc phản công. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng Ukraine có thể mở cuộc phản công trong tương lai gần, sau phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là cầm cự trước những đợt tiến công liên tục của lực lượng Nga, với ưu thế vượt trội về khí tài và quân số. Họ cũng nhận định Ukraine phải cầm cự đủ lâu và ngăn Nga kiểm soát thêm lãnh thổ trước khi nhận hàng loạt khí tài tiên tiến của phương Tây, trong đó có xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và pháo binh. Cựu chỉ huy nổi tiếng của Nga tiết lộ tình thế dậm chân tại chỗ của quân đội Nga ở chiến trường Adivka. Theo cựu chỉ huy nổi tiếng của quân đội Nga Igor kiakin các lực lượng Nga đang không có tiến triển trong một cuộc tấn công quan trọng nhằm giành lấy thành phố Adivka khi họ tìm cách giành lấy khu vực Donetsk của Ukraine ông Gikin, người nổi tiếng trong thời gian Nga sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014, đã đăng những cập nhật mới nhất từ tiền tuyến Ukraine lên Telegram vào cuối tuần này. Gikin, người ủng hộ các mục tiêu của Điện Kremlin cho cuộc chiến Ukraine, nhưng đang ngày càng trở nên bất mãn khi các bước tiến của quân đội Nga trên chiến trường bị đình trệ. Sau hơn một năm xung đột Nga-Ukraine, giao tranh vẫn chủ yếu tập trung ở miền đông Ukraine, bao gồm Donetsk, một trong hai khu vực tạo thành vùng Donbass. Quân đội Nga đang phải vật lộn đấu tranh để giành lấy những chiến thắng quan trọng Quân đội Nga cũng đang nhắm tới việc giành quyền kiểm soát một số thành phố trong khu vực này, trong đó có Avdiivka. Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh tuần trước đánh giá rằng Nga đã đạt được những thành tựu đáng kể trong thành phố. Tuy nhiên, theo cựu chỉ huy Nga Gikin, các bước tiến của Nga ở Avdiivka dường như đang chậm lại. Hai ngày qua không có tiến triển gì, lực lượng vũ trang Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề, nhưng trận chiến này có lợi cho họ bởi vì quân đội của họ có thể dựa vào các công trình phòng thủ đã được xây dựng gần 9 năm, ông Gikin viết trong bài đăng Telegram của mình. Ông cũng chỉ ra những nỗ lực tấn công trong tình trạng thiếu nhân lực ngày này qua người khác của Nga là lý do khiến các bước tiến bị chậm lại. Gikin đã chỉ trích giới lãnh đạo quân sự Nga về cách họ xử lý các cuộc giao tranh trong thành phố Avdiivka. Tuy nhiên, Kim cho biết ông tin rằng quân đội Nga đang đạt được nhiều tiến bộ hơn ở Bakhmut, nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt và đẫm máu nhất trong cuộc chiến ngạo Ukraine. Các chiến binh của chúng ta đang đè bẹp đối phương, Gikin viết. Quân đội Nga được lính đánh thuê Wagner khét tiếng hỗ trợ đã cố gắng chiếm được Bakhmut trong nhiều tháng. Bất chấp tuyên bố của Gikin, những người khác đã chỉ ra rằng nỗ lực chiếm thành phố Bakhmut của Nga cũng đang chậm lại. Tình báo Anh cho rằng số lượng các vụ tấn công mới của Nga trong thành phố Bakhmut đã giảm do sự cạn kiệt nhân lực của quân đội Nga hồi đầu tháng 3. Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng tiến độ chậm hơn của quân Nga ở Bakhmut là do sự tiêu hao quá mức của lực lượng Nga. Ukraine dồn quân tới vùng chiến lược, tìm đường ra biển Azov. Quan chức thân Nga tại Zaporizhia nói rằng Ukraine dường như đã dồn hàng chục nghìn binh sĩ tới khu vực chiến lược này và có thể có kế hoạch tấn công để tìm cách tiếp cận trở lại biển Azov. TASS ngày 27 tháng 3 đưa tin Vladimir Rogov, quan chức thân Nga tại vùng Zaporozhye cho biết Ukraine dường như đang tiếp tục tập hợp lại lực lượng theo hướng Zaporozhye bằng cách triển khai tới 75.000 quân nhân tới khu vực này dù phải chịu tổn thất lớn trong nỗ lực tấn công vào tuần trước. Tính đến quy mô lực lượng theo hướng Ukraine, Ukraine đang triển khai tổng cộng ít nhất 75.000 quân nhân theo hướng Zaporozhye. Giới chức Ukraine đã thay đổi tình trạng của thành phố Zaporozhye, thủ phủ vùng Zaporozhye mà Ukraine vẫn đang kiểm soát, từ khu vực có thể tiến hành hoạt động chiến đấu sang khu vực đang xảy ra hoạt động chiến đấu. Điều đó có nghĩa là họ dường như không chờ Nga tấn công tới, mà họ sẽ chủ động tiến công trước lên tiền tuyến, ông nhấn mạnh. Ông Rogov đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về đợt tấn công ngày 23 tháng 3 của Ukraine ở khu vực Zaporozhye mà Nga đang kiểm soát. Ông cho biết, Nga đã chặn được một vụ tấn công loại khỏi vòng chiến đấu 400 binh sĩ đối thủ. Ukraine có kế hoạch tổ chức cuộc tấn công vào ngày 23 tới ngày 24 tháng 3. Tuy nhiên, các đơn vị pháo và hỏa lực phóng loạt của Nga đã tấn công khí tài của Ukraine, làm ký ép thiệt hại hàng chục mục tiêu bao gồm khí tài hàng nặng. Ngay cả khi chịu thiệt hại, Ukraine vẫn đang tái bố trí lại lực lượng, theo hướng Orekhovsky, ông nói. Ukraine chưa bình luận về thông tin mà ông Rogov cung cấp trước đó quan chức này nói với ta rằng lực lượng vũ trang ukraine đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào melitopol nhằm mở lại đường ra biển azov và cắt đứt hành lang trên bộ của nga nối tới bán đảo crimea đây là tuyến đường tiếp viện quan trọng của nga cho chiến trường miền nam nga đã kiểm soát toàn bộ khu vực giáp biển azov của ukraine từ năm ngoái sau khi giành được thành phố cảng Mariupol, khiến kiev không thể tiếp cận được nhiều cảng biển quan trọng và bị đình trệ giao thương ở khu vực này trong thời gian qua vì vậy, Ukraine dường như muốn mở lại đường tới vùng biển Azov, cũng như gây ảnh hưởng tới nỗ lực tiếp tế của Nga cho khu vực Kherson phía dưới. Theo ông Rogov, quân đội Ukraine có thể sẵn sàng phản công ở Zaporozhye vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Tại vùng Zaporozhye, Nga đang kiểm soát khu vực bên trái sông Dnipro, trong khi Ukraine kiểm soát bờ biển phải. Trong bài viết trên trang Forbes, chuyên gia David Ice gọi Dnipro là chướng ngại vật tự nhiên lớn nhất trên toàn Ukraine đó đã từng khiến Nga gặp khó khăn để tiến vào thủ đô Kiev hồi tháng 2 năm ngoái, nhưng giờ đây nó cũng ngăn cản Ukraine tiếp cận với bờ bên trái ở Zaporozhye, nơi Nga đang kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu của Kiev. Tuần trước, ông Rogov cho hay quân đội Ukraine ở Zaporozhye đã tạm ngừng sử dụng pháo chính xác và máy bay không người lái cảm tử. Theo ông Rogov, điều này cho thấy Ukraine dường như đang tích lũy khí tải trước một cuộc phản công tiềm tàng tại khu vực. Ngoài ra, quan chức này cho biết Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công trinh sát bằng hỏa lực nhằm tìm hiểu về phòng tuyến của Nga ở khu vực. Điều này dường như cũng là động thái lên dây cót cho cuộc phản công của Kiev. Ông dự đoán kịch bản rằng khi cuộc phản công xảy ra, Ukraine có thể sẽ tấn công chính xác và đồng loạt vào các vị trí quan trọng như sở chỉ huy, kho đạn, địa điểm triển khai khí tài của Nga nhằm mở đường cho thiết giáp và xe tăng Kiev tiến lên. Sức công phá của khí tài hạt nhân Nga định đưa tới Belarus khí tài hạt nhân chiến thuật mà Nga định triển khai ở Belarus có sức công phá nhỏ, có thể dùng để đạt được lợi ích cục bộ trên chiến trường. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 3 thông báo sẽ triển khai khí tài hạt nhân chiến thuật tại Belarus, tương tự hoạt động của Mỹ trên lãnh thổ đồng minh trong nhiều thập kỷ qua. Đây là lần đầu tiên kể từ những năm 1990 Nga triển khai khí tài hạt nhân chiến thuật bên ngoài lãnh thổ. Nhiều nước từ năm ngoái đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ Nga sử dụng khí tài hạt nhân chiến thuật trong xung đột với Ukraine. Tuyên bố của ông Putin khiến nỗi lo này càng tăng thêm trong bối cảnh Tổng thống Nga từng nói rằng nước này không ngần ngại sử dụng khí tài hạt nhân chiến thuật nếu chủ quyền và lợi ích quốc gia toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa. Giới chuyên gia định nghĩa, khí tài hạt nhân chiến thuật là loại đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ được sử dụng để đạt được lợi ích chiến thuật cụ thể trên chiến trường, thay vì gây tàn phá trên diện rộng như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hay bom hạt nhân khí tài hạt nhân chiến thuật thường có sức công phá nhỏ, được thiết kế để tấn công các sở chỉ huy, căn cứ, điểm tập trung quân của đối phương ở tiền tuyến. Chúng không được dùng để phá hủy các thành phố, cơ sở công nghiệp quốc phòng cách xa chiến trường. Những đầu đạn này chủ yếu có sức công phá trên dưới 1 kiloton, tương đương 1.000 tấn thuốc nổ TNT. Trong khi đó, đầu đạn hạt nhân chiến lược lớn nhất của Mỹ có sức nổ 1,2 megaton, tức 1.200 kiloton. Bóc nguyên tử Liên Xô thử nghiệm năm 1961 có sức công phá 58 megaton. Nhưng với khí tài hạt nhân, yếu tố nhỏ và hạn chế chỉ mang tính chất tương đối. Có bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945 có sức nổ chỉ 15 kiloton, nhưng gần như phá hủy cả thành phố này. Khí tài hạt nhân chiến thuật được phát triển từ thời kỳ đầu của đối đầu Đông Tây nhằm răn đe đối phương, song chưa đức nào từng sử dụng chúng thực tế. Mỹ và một số nước châu Âu cho biết họ phát triển khí tài hạt nhân chiến thuật để phản ứng linh hoạt trước bất cứ mối đe dọa nào từ đối phương. Tình báo Mỹ ước tính rằng quân đội Nga đang biên chế khoảng 2.000 khí tài hạt nhân chiến thuật Quốc đội Nga không công bố thông tin về loại khí tài này do không có thỏa thuận quốc tế nào điều chỉnh đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ. Mỹ có khoảng 200 khí tài hạt nhân chiến thuật, một nửa số này được bố trí tại các căn cứ của họ tại châu Âu. Trong số này có bom hạt nhân B61 với sức công phá 0,3 tới 170 kT, được bố trí tại 6 căn cứ không quân ở Italy, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan. Khí tài hạt nhân chiến thuật có thể được gắn trên tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, ngư lôi, phóng từ máy bay hoặc bắn từ pháo, Mỹ gần đây nhận định Nga đầu tư mạnh vào các loại khí tài này để cải thiện tầm bắn và độ chính xác của chúng. Trong thời kỳ đối đầu Đông Tây, Liên Xô cũng bố trí nhiều đầu đạn hạt nhân chiến thuật ở Belarus, Ukraine và Kazakhstan nhằm đe dọa NATO. Sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ đã nỗ lực thuyết phục Nga đưa những đầu đạn này về nước. Nga từ đó không triển khai bất cứ khí tài hạt nhân nào bên ngoài lãnh thổ của mình. Theo Hiệp ước Không phổ biến khí tài hạt nhân, có hiệu lực từ tháng 3 năm 1970 không một cường quốc hạt nhân nào được chuyển giao khí tài hoặc công nghệ hạt nhân cho quốc gia phi hạt nhân. Hiệp ước cho phép các nước triển khai khí tài hạt nhân bên ngoài lãnh thổ, nhưng chúng phải được đặt dưới sự kiểm soát của quốc gia đó. Đây là căn cứ pháp lý để Mỹ bố trí đầu đạn hạt nhân chiến thuật tại các căn cứ của họ ở châu Âu. Dù khí tài hạt nhân chiến thuật có sức công phá nhỏ hơn nhiều so với bom hạt nhân hay tên lửa chiến lược, nhưng chúng vẫn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn nếu được sử dụng trên chiến trường. Bởi vậy, chỉ những người đứng đầu các cường quốc hạt nhân mới có quyền ra quyết định cuối cùng về sử dụng khí tài hạt nhân chiến thuật. Theo học thuyết quân sự của Nga, Tổng thống Putin đang là người có quyền ra lệnh sử dụng cả đầu đạn hạt nhân chiến lược và chiến thuật. Để mở cuộc tấn công bằng khí tài hạt nhân chiến lược, Tổng thống Putin phải tham khảo ý kiến từ thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga trước khi ra lệnh trang bị đầu đạn cho phương tiện phóng, đồng thời chuẩn bị lệnh khai hỏa. Hiện chưa rõ quy trình khai hỏa đầu đạn hạt nhân chiến thuật của Nga, đặc biệt là khi chúng được triển khai trên lãnh thổ Belarus. Theo Mark Kansian, chuyên gia quân sự tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, có trụ sở tại Washington. Đầu đạn hạt nhân khi được kích nổ có thể xóa sổ một cứ điểm hoặc một lực lượng đối phương cố thủ trong một thành phố, nhưng nó cũng gây ra đám bụi phóng xạ dạ có khả năng theo gió lan tới lãnh thổ Nga, có khả năng gây hậu quả nặng nề trong tương lai.